Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Ít nhất 10 cảnh sát biên phòng Iran thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố xảy ra vào chiều ngày 26 tháng 10 tại khu vực đông nam nước này. Thông báo của Bộ Nội vụ Iran cho biết, vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Sistan và Baluchestan, đông nam Iran. Theo đó, các tay súng giấu mặt và chưa xác định danh tính đã nổ súng tấn công một đội tuần tra của cảnh sát tại khu vực Gohakos thuộc hạt Taptan, tỉnh Sistan và Baluchestan hồi trưa ngày 26 tháng 10. Ngay sau vụ tấn công, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đã chỉ thị thành lập đội điều tra gồm các chỉ huy cảnh sát và các quan chức Bộ Nội vụ để làm rõ về vụ tấn công. Cho đến tối ngày 26 tháng 10, chưa có bất kỳ nhóm vũ trang nào tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công. Tuy nhiên, một số nguồn tin Iran và khu vực nhận định, nhiều khả năng nhóm khủng bố với tên gọi Đội quân Công lý đứng đằng sau vụ tấn công. Tổ chức khủng bố này đã tiến hành các cuộc tấn công vào một đồn cảnh sát Iran ở thành phố Ras thuộc tỉnh Sistan và Baluchestan hồi tháng 12 năm 2023, khiến 11 cảnh sát thiệt mạng. Ngày 25 tháng 10, lãnh đạo cơ quan tình báo của Israel đã trở lại Ai Cập để thảo luận với giới chức nước này về khả năng khôi phục các cuộc đàm phán ngừng bắn mới tại giải Gaza với lực lượng Hamas. Theo truyền thông Israel, ông David Barnea, giám đốc cơ quan tình báo Mossad và là trưởng đoàn đàm phán của Israel, đã tới Cairo vào sáng ngày 25 tháng 10 để thảo luận với tân giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Ai Cập Hassan Mahmoud Rasad về triển vọng tiến tới thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi con tin mới giữa Israel và phong trào Hamas. Đây là cuộc thảo luận đầu tiên giữa giám đốc tình báo Mossad David Barnea và người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Ai Cập kể từ sau khi ông Mahmoud Rasad được chỉ định lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia Ai Cập thay thế cho ông Abbas Kamel hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, các thông tin liên quan về cuộc gặp chưa được công bố. Cách đây ít ngày, người đứng đầu cơ quan an ninh Shin Bet của Israel là ông Ronen Bar cũng đã có chuyến thăm chớp nhoáng đến Cairo và thảo luận với tân lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia Ai Cập về triển khai khôi phục đàm phán ngừng bắn tại giải Gaza. Đặc biệt, một phái đoàn Hamas cũng đã tới Cairo trong hồi đầu tuần để trao đổi với giới chức Ai Cập về khả năng nối lại đàm phán. Trong một thông báo chính thức, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh việc Ai Cập sẵn sàng thúc đẩy trở lại các cuộc đàm phán ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas. Thông báo khẳng định, cùng với việc cử giám đốc cơ quan an ninh Shin Bet, Ronen Bar tới Cairo hồi đầu tuần để thảo luận triển vọng ngừng bắn với giới chức Ai Cập, Thủ tướng Netanyahu cũng chỉ thị giám đốc cơ quan tình báo Mossad David Barnea tới Doha để thảo luận với Thủ tướng Qatar và giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ về cùng chủ đề này. Thông tin tích cực về khả năng khôi phục đàm phán ngừng bắn tại giải Gaza xuất hiện trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa tiến hành một loạt cuộc thảo luận quan trọng tại Israel, Ả Rập Xê Út và Qatar về biện pháp nối lại đàm phán, tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin mới giữa Israel và Hamas. Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục đàm phán và tiến tới thỏa thuận ngừng bắn, tạo tiền đề cho việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự ở Gaza cũng như toàn khu vực. Dự kiến, vào Chủ nhật này, Giám đốc tình báo Mossad sẽ tới Doha, Qatar để thảo luận với Thủ tướng Qatar và Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA về triển vọng khôi phục đàm phán. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu lãnh đạo tình báo Ai Cập cũng như đại diện Hamas có tham gia các cuộc thảo luận sắp tới tại Doha hay không. Israel đã cảnh báo Iran trước các cuộc không kích trả đũa vào sáng ngày 26 tháng 10 rằng Tehran không nên đáp trả nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công qua lại gia tăng thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Theo ba nguồn tin được trang tin tức Axios trích dẫn, cảnh báo của Israel đã được chuyển tới Iran thông qua một số bên thứ ba, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan. Một nguồn tin nêu rõ, Israel đã nói rõ với Iran trước về những gì họ sẽ tấn công nói chung và những gì họ sẽ không tấn công. Còn tờ Sky News Arabia dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Nga đã thông tin tình báo cho Iran trước vài giờ về các cuộc không kích của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố, Israel đã tiến hành tấn công 3 đợt vào các mục tiêu quân sự của Iran. Trong số các địa điểm quân sự bị nhắm mục tiêu, có các khẩu đội phòng không và các nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo. Những địa điểm được sử dụng trong cuộc tấn công trực tiếp mới nhất của Iran vào Israel vào ngày 1 tháng 10 và một cuộc tấn công trước đó vào ngày 14 tháng 4. Báo Jerusalem Post của Israel cho biết, cuộc tập kích nhằm vào Iran sử dụng hơn 100 chiến đấu cơ, trong đó có cả tiêm kích tàng hình F-35. Bài viết miêu tả, các máy bay Israel đã hoàn tất hành trình có chiều dài khoảng 2.000 km trong chiến dịch. Theo hai nguồn tin khác, Israel cũng đã cảnh báo Iran rằng
nếu Iran trả đũa, các cuộc tấn công tiếp theo sẽ mạnh hơn. Chỉ vài giờ sau khi không kích, IDF thông báo kết thúc chiến dịch đáp trả. Người phát ngôn của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cảnh báo, nếu Iran phạm sai lầm gia tăng hơn nữa, Israel sẽ đáp trả. Về phần mình, Iran cho biết các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở quân sự trên khắp đất nước đã được ngăn chặn và chỉ gây ra mức độ thiệt hại hạn chế. Hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin, Israel đã tấn công một số khu vực của các trung tâm quân sự ở các tỉnh Tehran, Khuzestan và Ilam. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã bị chặn lại và Iran đã phản công thành công bằng hệ thống phòng không tích hợp. Các quan chức Iran trước đó cho biết, các hệ thống phòng không này ở một số khu vực xung quanh Tehran và cả nước. Trong khi đó, dẫn một nguồn tin biết rõ về cuộc tấn công, tờ báo Mỹ The Washington Post cho hay, chiến dịch tấn công đáp trả của Israel vào Iran vào sáng ngày 26 tháng 10 là một phản ứng lớn hơn so với phản ứng mà nước này đã thực hiện vào Isfahan hồi tháng 4. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định, cuộc tấn công được lên kế hoạch để giảm thiểu thương vong và ngăn chặn tình hình gia tăng hơn nữa giữa Israel và Iran. The Washington Post đưa tin, các cuộc tấn công của Israel nhằm mục đích tạo ra tác động mà Iran có thể hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công và không trả đũa qua lại. Trong một diễn biến liên quan, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận chiến dịch trả đũa Iran tập trung hoàn toàn vào các mục tiêu quân sự, tránh các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ nhằm ngăn chặn nguy cơ gia tăng xung đột. Các cuộc tấn công ban đầu của Israel vào các cơ sở mục tiêu radar ở Syria nhằm mục đích làm mù khả năng của Iran, nhanh chóng gia tăng thành các cuộc tấn công nhắm vào Tehran, thủ đô của Iran và Gaza, một địa điểm chiến lược khác. Lực lượng phòng vệ Israel khẳng định các đợt tấn công tập trung vào các mục tiêu quân sự, tránh xa các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ để hạn chế nguy cơ xung đột lan rộng. Trong cuộc tấn công tầm xa như vậy, phía Israel được cho là đã sử dụng đạn hạng nặng cũng như huy động khả năng tiếp nhiên liệu đáng kể, với dự đoán rằng phía Iran có thể phản công. Hiện nay, phía Israel một mặt theo dõi chặt chẽ các phản ứng tiềm tàng từ Iran, Iraq, Yemen, Syria và Liban. Mặt khác, đơn vị cứu hộ 669 cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho một loạt các hành động trả đũa có thể xảy ra. Thưa quý vị, cuộc tấn công trả đũa của Israel nhằm vào Iran trong sáng ngày 26 tháng 10 đã kết thúc sau 3 đợt tấn công. Quân đội Israel cho biết họ đã hoàn thành các cuộc không kích chính xác và có mục tiêu vào các mục tiêu quân sự ở Iran. Lực lượng phòng vệ Israel nêu rõ, cuộc tấn công trả đũa đã hoàn thành, máy bay của chúng tôi đã trở về nhà an toàn. Không quân Israel đã tấn công các cơ sở sản xuất tên lửa mà họ cho biết đã sử dụng để sản xuất tên lửa mà Iran bắn vào Israel trong năm qua. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cho biết quân đội Israel đã tấn công vào cơ sở tên lửa đất đối không và các hệ thống phòng thủ trên không bổ sung của Iran. Theo hai nguồn tin quen thuộc tiết lộ với đài truyền hình CNN của Mỹ, các mục tiêu chính xác và mức độ thiệt hại do những đợt tấn công của Israel gây ra với Iran vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, theo hãng thông tấn IANA của Iran dẫn lời các quan chức Iran, nhiều vụ nổ xảy ra vào sáng sớm ngày 26 tháng 10 có liên quan đến hệ thống phòng không được triển khai ở một số khu vực xung quanh Tehran và cả nước. Theo hãng thông tấn IANA của Iran, một số vụ nổ đã được nghe thấy ở phía tây Tehran vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng ngày 26 tháng 10. Hãng thông tấn IANA cho biết tình hình ở thủ đô vẫn bình thường, bất chấp có các vụ nổ. Viện dẫn lo ngại về tình hình an ninh, cơ quan hàng không dân dụng Iran đã quyết định đóng cửa không phận nước này cho đến 11 giờ ngày 26 tháng 10. Tờ New York Times trích dẫn Fast News, cơ quan truyền thông trực thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran, đưa tin về nhiều vụ nổ lớn ở Tehran. Tờ báo này cho biết các phương tiện truyền thông khác của Iran cũng đưa tin về các vụ nổ gần hoặc tại sân bay quốc tế Imam Khomeini. Các nhân chứng cho biết người dân đã đổ ra đường. Trong một tuyên bố cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích chính xác vào các mục tiêu quân sự của Iran và chiến dịch này kéo dài trong vài giờ đồng hồ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tiến hành đánh giá tình hình an ninh từ trung tâm chỉ huy dưới lòng đất căn cứ quân sự Kiria. Những người có mặt tại trung tâm chỉ huy bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel và người đứng đầu các cơ quan tình báo Mossad và Shin Bet. Cũng ngay sau khi Israel trả đũa Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant để biết thêm về kế hoạch. Trước đó, Mỹ đã triển khai một hệ thống tên lửa THAAD tới Israel và binh sĩ để vận hành hệ thống, phòng trường hợp Iran đáp trả.
trong khi có thông tin về vụ nổ ở thủ đô Tehran của Iran. Hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria đưa tin Israel đã tấn công một số địa điểm quân sự ở miền Nam và miền Trung Syria vào khoảng 2 giờ sáng ngày 26 tháng 10. Các cuộc tấn công diễn ra đồng thời khi Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ một số tên lửa của Israel và chính quyền vẫn đang đánh giá thiệt hại. Hãng thông tấn Tasnim của Iran cũng cho biết cho đến nay chưa có báo cáo nào về việc xảy ra nổ tại các trung tâm quân sự của lực lượng vệ binh cách mạng Iran ở phía Tây hoặc Tây Nam Tehran. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.